Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay ngày 13 tháng 3 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Do đường định công thượng quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội đang tu sửa nên hàng trăm nắp hố ga hố kỹ thuật nhô cao lên trên mặt đường khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Không chỉ có các nắp hố ga dọc theo tuyến đường này còn xuất hiện vô số ổ gà ổ voi nằm giữa đường gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, đặc biệt đây là khu vực đông dân cư, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến đường càng trở nên nguy hiểm và ùn tắc cục bộ nhiều trường hợp người dân đã té ngã giữa đường rơi hàng quá dọc đường vì phải tránh những hố ga hố kỹ thuật và các phương tiện trên đường theo người dân sinh sống tại đây thời gian vừa qua tuyến đường định công thượng được tu sửa nhưng tới nay vẫn chưa được hoàn thành theo ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công, dự án cải tạo mặt đường tuyến Định Công Hạ, Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 1 km được Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đầu tư cho phường Định Công. Dự án được triển khai từ khoảng tháng 11 năm 2021 và dự kiến sẽ xong luôn trong năm vừa qua. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên dự án bị ngưng trệ, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trước Tết, đơn vị thi công đã trải được một lớp nhựa trên hai tuyến đường này để người dân có thể tạm đi lại trong những ngày Tết. Sau đó, họ nâng miệng hố ga, hố kỹ thuật để chuẩn bị trải lớp đường thứ hai mới, dẫn tới tình trạng mặt đường bị nhấp nhô. Cũng theo ông Chiến, trước đó đơn vị thi công đã trải xong lớp đường thứ hai tại đường Định Công Hạ. Hiện đơn vị thi công đang nâng các miệng hố ga, hố kỹ thuật lên để chuẩn bị trải lớp đường mịn tại mặt đường phố Định Công Thượng đơn vị thi công sẽ thi công vào các buổi tối để tránh tình trạng tắt đường. Các hố ga và hố kỹ thuật đó là các đường dây điện, cáp quang của các doanh nghiệp. Sáng 13 tháng 3, Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 phối hợp với Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng thời kỳ 1984-1988 tổ chức lễ dân hương tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong đó có 10 người con của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng năm nay cũng là 34 năm kể từ ngày các chiến sĩ hải quân Nhân dân Việt Nam chiến đấu quên mình và anh dũng hy sinh trước sự hung hãn của kẻ thù để bảo vệ chủ quyền biển đảo Thiên Liên của Tổ quốc 14 tháng 3 1988 14 tháng 3 2022 Ngoài các cựu chiến binh trường Sa tại Đà Nẵng, buổi lễ còn có sự tham gia của thân nhân các liệt sĩ. Từ Quảng Nam ra Đà Nẵng từ sớm, ông Nguyễn Bá Hùng, anh ruột liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, rung rung lần tìm tên em trai trong danh sách 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma. 34 năm thấm thoát trôi, dù thời gian giúp gia đình ông nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất người thân, nhưng mỗi khi đến ngày này, trong ông lại xốn sang đau thương khi nhớ về em trai. Cả ba anh em ông Hùng đều phục vụ trong quân ngũ, trong đó liệt sĩ Nguyễn Bá Cường là Úc. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, anh Cường hẹn Tết sẽ về nhà thăm gia đình. Nhưng lời hẹn đó mãi dang dở khi anh và đồng đội đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi để cho đất nước trường tồn. Hai chuyến bay với sự tài trợ toàn bộ của tập đoàn Sun Group do Vietnam Airlines thực hiện đã đưa gần 600 công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine từ Ba Lan và Romania về nước an toàn trong ngày 13 tháng 3. Đại diện Vietnam Airlines cho biết với sự chỉ đạo và hỗ trợ khẩn trương của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Romania, chuyến bay từ Ba Lan mang số hiệu VN58 xuất phát từ sân bay Warsaw lúc 16 giờ ngày 12 tháng 3 đã đưa gần 300 người Việt Nam và thành viên gia đình đáp xuống sân bay nội bài lúc 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3. Còn chuyến bay từ Rumani mang số hiệu VN68 xuất phát lúc 19 giờ 20 ngày 12 tháng 3, đón gần 300 công dân Việt Nam và thành viên gia đình đã hạ cánh xuống sân bay nội bài trưa 13 tháng 3. Phần lớn hành khách là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền và hoàn cảnh khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Rumani đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tổ chức đưa bà con ra sân bay, cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường về nước an toàn. Theo camera ghi lại, thì vụ tai nạn xảy ra vào 8 giờ ngày 13 tháng 3 tại xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quyền Hợp, tỉnh Nghệ An, vào thời điểm trên chiếc xe tải chở theo một máy múc đất đi từ trong xóm ra phía ngoài đường lớn tuy nhiên ô tô tải di chuyển với tốc độ cao chưa rõ nguyên nhân lao thẳng bên đường đâm vào nhà dân lúc này phía trước nhà có một người ngồi trên xe máy kịp thời tránh thoát một người đàn ông trung niên vừa di chuyển đến kịp tránh đầu xe tải nhưng không may máy múc trên xe tải đổ xuống đè lên người khiến người đàn ông này tử vong ngay sau đó sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn. Thời gian gần đây, nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội, đổ xô đến một đoạn đường nằm ven bờ sông Tô Lịch để chụp ảnh, ai cũng bất ngờ bởi vẻ đẹp thơ mộng ở nơi đây. Đây là đường mới, đoạn gần ngã tư láng cầu giấy, nằm ven sông Tô Lịch với hàng cây bàng lá nhỏ đang mùa đổ lá vàng. Địa điểm này không có nhà dân, vì thế càng thích hợp cho việc chụp ảnh của các bạn trẻ. Đoạn đường trên thu hút nhiều người từ đầu tháng 3 tới nay, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới chụp ảnh quay clip. Nhiều bạn trẻ truyền tai nhau vì lá bàng nhỏ chỉ đổ vàng trong khoảng vài ngày là sẽ rụng hết, vì thế ai cũng tranh thủ đi chụp nhanh. Bạn Hoàng Thị Khánh Huyền, sinh viên Học viện Ngân hàng cho biết, khi đi qua đây, thấy nhiều người tạo dáng, khung cảnh cũng khá thơ mộng nên ngay lập tức, Huyền phải dừng chân để chụp một tấm ảnh với con đường đầy lá vàng như phim Hàn Quốc. Sự thay đổi rõ rệt của đoạn đường ven bờ sông Tô Lịch đã tạo nên hiệu ứng tích cực, cảm tình cho nhiều người khi đi qua đây. Bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo vòng pháp luật vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn